1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sao mày ngu thế? Mày không biết chơi à? Người ta kể rằng có một cô gái miệt mài leo rank đấu trường chân lý tới nay đã mùa thứ 9. Và chỉ 3 trong số 9 mùa là lên được cao thủ. Nhưng mà có một điều mà mùa nào người ta cũng thấy đấy là Hell Hello. Nơi níu chân cô ấy lâu nhất là kim cương 4 không điểm hoặc là cao thủ không điểm. Nếu mà Riot sửa cái dòng chữ bạn không thể giáng hạng từ bậc này á, thì chúng ta không thể biết được là cô ấy sẽ tụt tới đâu. Viewer bảo là nếu tỷ lệ có người yêu của chị bằng 0 á, thì tỷ lệ leo đại cao thủ thách đấu của chị là âm vô cực. Chị đổi ác đi. Ban đầu thì mình đích nghe, nhưng mà cứ chơi 4 trận vào top rồi 1 trận out top lại về vạch xuất phát thì điên vừa cờ lờ luôn. Cuối cùng thì mình cũng phải đổi ác khác các bạn ạ. Đàm Thanh Huyền là tên thật của mình nhá. Còn cái ác cũ tên NAWNGSTH là Nắng Đàm Thanh Huyền, chứ không phải là Nắng Dễ Thương như là mọi người vẫn nghĩ đâu. Khổ ghê, mình cũng biết là tại vì mình dễ thương nên là mọi người mới nghĩ như thế. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Nhưng mà quên đấy. Xin chào các bạn, đây là Sandy Chơi Cờ với Nắng. Như cái tiêu đề mà các bạn thấy thì video này là đội hình Belvet 9 Ionia với con Belvet 3. Thật luôn, không hề xạo như là video trước. Ok, và game luôn nhé. Thanh Phô Bên Đồ Khu Quẩy của Yumi được mình vớt và game chọn luôn. Vẫn là vì tại son các bạn nhé. Ba mảnh đồ mình có sau quái là một BF, một cung và một váy. Cả ba cái lõi này đều chọn được, nhưng mà với các tướng mà mình đã bắt ở kia thì huy hiệu thách đấu sẽ giúp mình có luôn khởi đầu với 4 thách đấu. Easy đánh huy trích. Tất nhiên là phải up 4 luôn để cho Jihin cầm bấn rồi. Huyết kiếm thì cho Irei luôn nhỉ. Mình cần thêm một tí tanh bởi vì đằng sau đã có các tướng đánh nhanh giúp mình clear sàn rồi. Mượt mà đâm đối thủ đầu tiên mới chỉ có 3 chết, vẫn đang eco với cái lõi toàn sao là sao. Lên 5 luôn ở 2.2 để cố đánh huy trích vì chỉ tốn thêm có 4 vàng thôi, chứ để không thì cũng không có đủ 10 vàng. Nhưng đời mà, nếu mà bạn tưởng là bạn là nhất thì Akshan sẽ nói phải đâu và cầm súng hải tắc kéo hai phát cho bạn về với hư vô luôn. Khoa đã, 2.3 cũng là một nhà level 5 đấy, nhưng mà full 1 sao. Nghĩ gì mà mỗi sự quên tanh nổi. Mình thành công kéo dài cái chuỗi Caro quen thuộc. Người được đi chợ gần chót thì không có nhiều sự lựa chọn. Chắc chắn là con thách đấu 3 tiền Kalista cầm giáp rồi. Thay vị trí của Samira, còn đồ này thì sẽ là quyền năng cho Irei tiếp. Mình biết là các bạn muốn cho đồ này cho Warwick, nhưng mà giờ nó mới có 1 sao thôi, lại còn không kích dũng sĩ nữa, rất là dễ bị sốc chết. Thế nên tạm thời Irei là chân ái nhé. Bãi rác Samira Noxus cắt chuỗi mình. Ý mình là chuỗi Caro ấy, bên đấy chưa lắp được nhiều đồ đam, tanh thì cũng toàn 1 sao nên là mình thắng. Tất nhiên hơi khó hiểu, ông này đã logic rồi mà lại còn cẩn thận để tướng đam lên đầu còn tanh kéo về sau. Chắc là sợ 4 con 1 tiền 1 sao thì thắng được nhà nào mất hay sao ấy. Thôi kệ, không ảnh hưởng mình lắm, mình vẫn thắng là được. Chỉ một tình yêu, chỉ một BF à? Một đồ và 6 tiền. Đúng là phèn thật. Cái up cấp là điều cần làm để giữ được cái chuỗi thắng này. Vãi, gặp luôn Chitana vừa Hyperon xong. Hai con 3 sao nhìn khiếp. Tưởng lại giống vừa nãy, vừa up cấp xong thì mất chuỗi. Nhưng mà trộm vía là họ chưa lắp đồ nên là mình vẫn thắng. Vẫn là một nâng cấp vàng. Khỏe mạnh kép thì không phù hợp với đội hình của team mình lắm nên là mình roll trước. Tại số chi thức thì tạm ok, nhưng mà trong cái map khu quẩy của Yumi này thì cũng không ngon lắm. Nên là quyết định cuối cùng của mình là huy hiệu Ionia. Bày đặt phân tích này kia các thứ chứ nhìn là biết lỡ này ngon nhất rồi phải không? Mày lừa bố mày. Cặp đôi Talia phủ thủy đá nhưng mà tầm này vẫn hơi nhiều 1 sao. Không thể đủ sức chống chịu trước cái sức tấn công dồn dập từ team mình được. Không khó khăn lắm để kéo dài cái chuỗi thắng này lên 6. Bởi vì là round này mình chỉ gặp một cái nhà hiệu triệu nhân vẫn đang eco chưa roll thôi. Quá là choáy ra chọn đồ cuối cùng. Mình lấy cái giáp về để củng cố dàn tanh. Rất bó cẩn để không dính lời nguyền up cấp mất chuỗi. Mình check một lần lobby xong rồi mới lên 7 và thêm as vào. Và thua nhà 6 hư không. Hay quá, cạn mẹ lời luôn. Đổ lại một chút phòng bài ở 3.6 vì có Sejuani kích Ferrazot. Và vì chờ mãi không đi con Irei khác đâu để đổi đồ nên là hết kiên nhẫn rồi, mình báo nó đi và trả đồ cho Warwick luôn. Được tin tưởng trao đồ nên là Warwick rất công hiến. Nó cào liên tục, cào điên cuồng, nhưng mà rất tiếc là vẫn phải nằm xuống dưới họng súng của Akshan. Bầy sói trả cho mình hai găng với cả hai váy, tối ưu luôn cái vô cực cho Jihin và một cái thú tượng cho Seju để tanh. Sau khi mà check thấy lobby có ít nhà chơi phép hơn là đâm tay, nãy chưa lắp đồ thì thua thôi chứ giờ 4.1 cái nhà cheat rất vàng có đồ rồi nó đấm mình vỡ mồm luôn. Và còn lại 68 máu các bạn ạ. Triple lõi vàng, lướt phòng thủ dành cho thách đấu, nhưng mà trận này thì mình chỉ dùng thách đấu để đép thôi, không chọn được. Huy hiệu thiện xạ là một sự lựa chọn tốt, nhưng mà tốt cho bài thiện xạ chứ đây mình chơi Ionia mà. Roll hai lõi này thì giãn cách xã hội cũng là một cái lõi đánh nhau khá là ok, nhưng mà với cái lượng máu này mà muốn lên 9 thì chỉ có bài học đắt giá thôi. Bị hay đấy. Chọn lõi xong lên cấp bằng tiền dư thì mình cũng lên được level 8, 24/48 điểm kinh nghiệm rồi. 4.2 gặp lại nhà cặp đôi. Mới round nào còn toàn 1-2 sao mà giờ đã rắc vàng hẳn 2 carry rồi. Còn mình thì vẫn không update được gì thêm nên là vẫn ăn đấm. Và áp lực tạo lên kim cương. Muốn lên 9 thì vẫn còn phải ăn đấm tiếp.
má ơi lại còn hiệu triệu nhân lên 9 rồi, một phát còn 38 máu. Đi chợ thấy crush của mình là Velvet bị thằng khác hút trước thì lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Lại còn cầm xẻng nữa về làm kìa Dionia thì có phải là vừa khít lỗ đít hết nước chấm không? Nhưng mà Yasuo cầm găng mới là con tứ được trở lại cho mình. Cho nghỉ mẹ một đi. Không lấy được ở chợ thì mình về mình lên 9 roll tìm Velvet cũng được. Chỉ cần một con thôi là sau đấy mình có thể eco lại để roll 2 sao sau. Nhưng mà kia 40 tiền mà không có đổi một con là như nào? Lobby còn không có ai chơi luôn ý, mà mình roll nó không ra. Mọi người có hỏi mình là có buồn không? Thì xin thưa là buồn chết mẹ chứ đúng không sao không trời. Rồi, gặp lại 6 hư không vẫn khá là yếu. Nhưng mà mình còn yếu hơn, bởi vì là carry còn chưa xuất hiện và các tướng phụ trợ cũng chưa lên 2 luôn. Chứ 4-6 mình vẫn tiếp tục bán cho con tướng không liên quan lắm đi để roll tìm Velvet. Nhưng mà vẫn bật vô âm tín, chỉ có 8 Ionia với cả Yasuo 2 thôi. May là vẫn clear được bớt chết của cái nhà Zeri mới một sao này. Mình thua 2 chết còn lại 18 máu. Top 8 còn nguyên luôn mà. Bá Seju đi để trao lại đồ tanh cho Sen. Và mình nhận về khá khá tiền, một cái giáp máu và một cái tháo đồ quá là ok. Tí nữa thì mình có thể tháo đồ của Zihin mà không cần phải roll để tìm con tớ khác thay thế. Với 26 tiền ít ỏi thì mình đã roll đến những các cuối cùng. Thì có Yre và có Velvet trả lại ấn Ionia cho nữ chúa hư không. Và hai đồ nữa là vô cực và huyết kiếm. Ấn thách đấu còn lại thì chọn Ahri. Quyền năng thì cho xem. 5.1 combat với cái ông Akshan đã làm khó mình ở giai đoạn đầu. Giờ thì mình không dễ bắt nạt như xưa nữa rồi. Tanh nhà họ cũng cứng đấy, nhưng mà với Velvet thì nó là vô nghĩa. Gần như là chỉ với một skill của Velvet thôi là đã mổ chết được Sejo team bạn rồi. Nhưng mà con Yasuo đang tanh cho Velvet thì lại nhảy đi skill chăn chối, làm Velvet phải nhận một lượt đạn từ Akshan và nằm xuống. Nhưng mà cũng không thay đổi được kết quả. Sen nhà mình vẫn rất cứng và nó và Yasuo có thể làm thịt được con Akshan này. Eco một ra được ít tiền thì giờ mình xài nốt, hy vọng là nâng cấp được đội hình. Một con Ahri và không thêm được con Velvet nào cả, vẫn phải đợi rồi. À, gặp con Talia, xếp bài kỹ một tí để Velvet không phải nhận đam sớm từ con phù thủy đá này. Gặp thật luôn, Velvet nó mổ còn hơn cả chim gõ kiến nữa. Hạ gục đi bản sao của Seth và Swain, đam dồn quá nhanh khiến cho phù thủy đá cùng với cả đại ca Seth giật hết cả mình, không kịp trở tay. Mới Velvet 1 đã có chiến thắng thứ 2 rồi, các bạn đã thấy nó lợi hại chưa? Velvet nghe được khen sướng quá, tự ra con thứ 2 trong cửa hàng. Mình roll tiếp nhưng mà vẫn chưa đến con thứ 3 đâu. Thôi thì xếp bài. Round này chỉ là bóng của nhà hư không thôi, không đủ để ngáng đường Velvet nhà mình. Trong lúc round đấu đang diễn ra thì mình đã tranh thủ đi thắp hương để cầu là cho Velvet nó sẽ ra ở vòng đi chợ. Nhưng mà không có một con Velvet nào ở đây cả, chỉ có con Hammer thôi. Thôi thì con này cũng được, lấy hộ cái ông ở dưới đang chơi Exodia. Cần cái con Hammer này lên 2, quá tốt bụng chưa? Bà nhất nha. 7 vàng chưa tính Hammer mà từ chợ về. Thì mình roll một phát nó ra Velvet 2 luôn. Nhìn trông quá là uy tín chưa các bạn? Không biết là round tiếp theo sẽ gặp ai khi mà dấu tích đánh ở cả ba nhà còn lại. Mình cẩn thận xếp Velvet làm sao cho nữ chúa có thể giết chết được một con sớm nhất và nhập xác vào người nó. Và mình gặp Chitana, có thể nói là dàn tay của team bạn bốc hơi ngay lập tức. Sau khi Velvet dùng skill, Yasuo cũng đóng góp một phần không kém khi mà lock được vị trí của Chitana và cầm chân được kẻ địch một vài giây để Velvet có thể xử lý. Nổi lửa lên đi ạ. Thôi cứ roll Ahri 2 để cho yên tâm hơn, chứ cái ông Akshan kia cũng update khá là nhiều rồi. 6 thiện xạ 4 phút đã rốt cơ mà. Gặp nhau ở 5.6, Velvet xếp cùng bên với cả Sezu nên là nó làm gỏi tai heo trong một đốt nhạc. Yasuo dù là cầm đồ random thôi nhưng mà quẩy cũng khá là kinh. Mặc dù Velvet nhận đam từ Akshan nhưng mà sau khi mà nó nhập hồn xong thì nó trông không thể hạ gục. Và mình đứng cái này đau phết ấy. Đến với dòng ngàn tuổi thì có thêm một con Velvet xuất hiện. Ước mơ lên Velvet 3 20 năm để không phải sạo keo với anh em nên là mình vẫn bắt vào. Hôm nay thì mình lấy cái diệt cho Ahri phụ đam, phòng trường hợp là thằng nào đánh chết Velvet của mình. Hợp lý. Nhà Chitana mình gặp ở 6.1 thì hết cứu rồi. Ăn làm sao được bài của mình khi mà Chit nó mất quá nhiều thời gian với Sen, vác súng ra bắn gãy cả tay không thể hạ gục nổi. Yasuo thì vẫn mua kiếm với Chit, nó hết chăn chối vào tanh rồi lại Chit, rồi lại vào tanh. Còn Velvet thì khỏi nói, nó thoải mái chơi game vì đã có Sen câu kéo hết rồi. Và mình tiến bớt nhà này để cuộc chơi còn lại hàng ngày. Roll thêm một tí thì mình bắt được thêm một Velvet. Thấy mùi Velvet 3 đâu đây rồi. Nhà Akshan cũng đồn đóng muốn tiễn mình lắm rồi. Up hẳn 9 xong rồi thêm vào sân một Targon. Mình xếp Velvet cùng bên với cả Taric để nó mổ trước và nhập hồn. Thiện xạ vẫn bắn rất đau, nhưng mà Velvet nó nhập hồn rồi thì Akshan vẫn chưa biết làm thế nào để hạ gục được nó. Và cộng 1 chiến thắng của Zohan. Bắt hộ ông anh con Sejuani vì thế ông ý cũng định lên 3. Gặp nhau thêm một lần trước vòng đi chợ. Và mình vẫn giữ nguyên team vì các cụ bảo là không sai không sửa. Ông kia thì sai rồi nên là đổi chỗ Akshan sang trái. Nhưng mà vẫn không có khoảng trống để hạ gục Velvet. Mình cầu bớt máu ông này đi để bằng mình là 18 máu. Ông kia đang dư một xẻng lại còn có 7 con Sezu rồi. Nên là mình phải nhặt gấp con thứ 8 cầm xẻng vào chợ. Về lên Sezu 2 luôn cho chắc. Không phải để ông ý lên Sezu 3 xong ngáng được Velvet của mình được. Mình cũng roll tiếp nhưng mà không được thêm con Velvet nào cả. 6.5 là một pha xếp bài tham lam khi mà mình thấy Yasuo random ra hai cái Zeke đã tận dụng để búp cho Velvet. Bên kia còn có Sion mang từ chợ về xếp cùng bên với Velvet nữa.
đeo vest hạ gục đi Sion nhưng mà bị Sion hất tung, Kama bị những tia bắn của thiện xạ hạ gục nên là mục tiêu xa nhất của Aksan bây giờ là Ari. Cùng lúc đấy thì đeo vest nhập xác của Sion và rơi vào tầm ngắm của Aksan khi mà đứng ngay trước mặt của Ari, nhận một lượt đạn liên hoàn cùng với cú nổ từ 4 Flare Shot đã khiến cho đeo vest của mình phải nằm xuống rất đáng tiếc. Ari cũng rất cố gắng nhưng mà mình vẫn phải nhận thua với 3 chết và chỉ còn lại 3 máu. Tiếp tục là một pha combat nảy lửa khi mà ông anh này đã biết được điểm yếu của mình. Ông ý lừa mình để xếp Aksan cùng bên với Velvet nhưng mà mình vẫn giữ nguyên. Lần này thì Aksan không thể ngắm vào Velvet được, còn Velvet thì liên tục ngoáy ngoáy cái tay hư không của mình, hạ gục đi từng đối thủ và giành chiến thắng. May là nhà kia vẫn còn một máu, nhưng mà với cái lượng tiền như này thì vẫn hơi khó, hơi ít để mình có thể roll Velvet 3. Hy vọng vẫn chưa bị dập tắt khi mà có thêm một con Velvet xuất hiện trong cửa hàng. Vì quyết tâm tìm Velvet 3 nên là mình bán cả Shizu cho đối thủ và bán bất cả một tầng khác trong sân để kích vàng Ron. Sau dòng ngàn tuổi thì mình có 64 tiền, Ron rất nhanh rất nhiều, Ron điên cuồng đến khi còn 20 vàng thì mình mới bắt được con thứ 7, con thứ 8 xuất hiện khi mình còn 10 vàng và con thứ 9 thì mình bỏ qua luôn, vãi cả đái, lại là một pha tay nhanh hơn não. Sửa ngay sai lầm bằng việc bán cả Sen cả Yasuo để Ron. Và đây rồi, mình tìm lại được MU thứ 9. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng cái sức mạnh của nữ chúa hư không rất đáng trong truyền thuyết. Trận này đã giúp arc mới của mình lên kim cương 4 ấy. Hẹn các bạn ở những video leo rank cao hơn chứ không phải là các của cao thủ đấy nhá. Nhưng mà đừng quên là like share ủng hộ mình đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn sớm ngày có Velvet 3 xin nha mình.